Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Ahami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti dâm bị thâm băng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti dâm bị sẵn khăn saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa rằng năng tạ vệ quân năng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê và chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta về là mình đi sẽ khó với năng samadhi yami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa suy sát sanh a đinh na đa na về là mình đi sẽ khó với năng samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa suy trồn tóc cà mê su mi cha cha ra về là mình đi sẽ khó với năng samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mục sa hoa đa về là mình đi sẽ có với năng samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura mê rayama japama về là mình đi sẽ có với năng samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa si dễ uống rượu và các chất say. Banatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchācāra Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musāvādā Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Machapamadathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani ban cha sikha badani sa tukang ka toang bamade nani jaga lang samarakita. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phần tê và chúng con xin vâng. Sile na sukatin yanti, sile na phokasam padang, sile na niputin yanti tasmai, silang viso thayye.
cho chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Sa thu lành thai. Uttamang ge na wan de hang pa da bang sung wa ruột tam ang. Phut thê yô kali tô đô sô. Phut thô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thammang cha du vi tham qua răng tham me yo kali to do so tham mo khama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ge na wan de hang sang khan cha du vi tho tamang sang khe yo kali to do so sang kho khama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Và con kính thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Và con kính dâng mít lại cho ngài. À, kính lễ ngài Pháp Thành vừa đến với pháp hội. À, xin được thay mặt chư tăng phúc chúc để đạo tràng chúng ta kết thúc cái phần quy giới ha. Sirat min me buddha se tho ta re buddho cha da khi ne wa mang te mok ra la no pu ra to bi da ka te yam ba chi me ma ma anan do ki na sa wa cha tu ti sa samanta lo ka ba la chi in da de wa sa pram ma ka e te sa nga nu pa we na sa be pa ya u ban da wa ne ka an ta ra ya pi vi na san tu wa se sa to te an tha la tha su ki ta o ru na ha bo tha sa sa ne a ro ga su ki ta o tha sa ha sa be hệ nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thai. Yang kinh chi cô sa la cam mang ca tam bang ki ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ca tăng ye sắc ta san ni no ak thi ye cha sắc ta a san ni no ca tăng buôn nhà pha lăng mây hăng sắp bê pha ghi pha quanh tu tê dễ tăng ca tăng su vi đi tăng đình năng buôn nhà pha lăng mà giả dê cha tăng tha na cha nắn ti đê hoa gánh toa ni quê đa dung sắp bê lộ cầm hi dê sắc ta chỉ quanh ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ha ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.
Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh vừa đến với đạo tràng. Dạ con xin đau thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ sau đây con thấy còn thời gian, con xin đọc kệ khuyến tu ạ. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi lợi lắm làm chi, bạ công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý nhưng vần mây tan hiệp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, cái tự sanh theo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó ngày mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già phúc phượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới mài xanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoa khâu một nắm, than ôi tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư, muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời thôi cũng dứt, nào của cải vợ con tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, nghĩa tàu khang có kẻ chẳng bền lòng, đành cải giá để mong chồng khác, bỏ con dại mặc đời hành phạt, nghĩ cuộc đời ngẫm lại thật buồn tên, hết mê danh mê lợi mê tình, toan mượn thú già lang phong cảnh, ngẫm cuộc thế vui gì tranh cạnh, lại gây tình vợ vợ con, thà sớm trưa vui thú nước non, chiều lại niệm A La Hán Đức Phật, mong giải thoát lánh xa vật chất, sợ luân hồi toan hiểm sự hành vi, ôi thế gian nhiều chuyện thị phi, vào cửa Phật từ bi hỷ xả, qua biển khổ mượn thuyền Bát Nhã, rửa bụi trần mượn nước Amata, nguyện sao thoát khỏi xa bà, về Phật quốc vui miền cực lạc. Kệ Bá Nhẫn. Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực, khi phát sanh tức giận vô cùng, múa men la ó lung tung, mặt xanh mắt đỏ, giận rung cả người, ráng dập tắt tánh tình sân hận. Tiền đức xưa căn dặn lắm lần, người mà tánh nết không sân, nhận ba la mật khỏe thân lạ thường. Dạ con đã thấy hết giờ, dạ sau đây con xin dâng mic lại cho ngài Trí Đức để ngài có thể điều hợp chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài, dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới ạ. Alo, 123, 123. Xin nguyên tràng lâu quá, không vô đạo tràng quên mất cái nghi thức ha. Để bái tâm bảo xong, thọ trì quy giới xong. Bây giờ thỉnh Pháp Sư thì chưa xong. Rồi, thỉnh Pháp Sư. Ngài Pháp Thanh đã tới rồi. Đưa tay lên làm tiếp. Chưa xong mà. Rồi, xa thủ. Nam mô Bụt Thầy giá. Trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin sám hối. Dạ con không biết hôm nay là nhờ giảng của sư Pháp Thanh ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo đạo tràng cùng con thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô Tát Sa Phật Ga Vato Arahato Sama Sambut Tassa Namu Tassa Phagavato Arahato Sama Sambut Tassa Namu Tassa Phagavato Arahato Sama Sambut Tassa Thammade Sanaya Chanagatha. Brahmacalo katibati sahambati katanjali antiwarang aya jatha santi
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới vừa thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ đức rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho sư. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Kính để chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nguyên Trang đã đọc bài thỉnh Pháp Sư. Và bây giờ hôm nay chúng ta học cái bài thứ 8 trong cái chương 2 của kinh Tương Ưng. Tàm quý. Và trước khi vào thời pháp thì kính thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý tu nữ và quý Phật tử cùng lắng thâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo rẫn vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy và chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc: Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong tôn đức pháp thể căn an, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử khỏe mạnh an vui, tu tập được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ. Cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn cô Nguyên Trang. Thì bây giờ sư xin đọc cái phần chánh kinh. Tàm quý. Người được tàm chế ngự, tìm được ai ở đời, ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bóng roi. Người được tàm chế ngự, sống thường thường chánh niệm, vị ấy đạt kết quả, khổ đau được
đoạn tận, bước những bước thăng bằng trên đường không thăng bằng. Dạ, cảm ơn cô Nhi Quang đã bóp bài cái phần chánh kinh. Thì ở đây quý vị thấy rằng cái vô tạm vô quý là nó nằm ở trong cái họ phần sở hữu và si phần. À, thì trong si phần là si vô tạm vô quý, à phóng vật. Thì chúng ta thấy rằng ở thế gian này, cái người mà vô tàm vô quý là những cái người này thuộc về đoạn kiến. À, tại vì khi mà cái người mà vô tàm vô quý rồi đó, họ không có không ghê sợ tội lỗi, à không có sợ trước các cái quả nghiệp xấu. À, chính vì vô tàm vô quý, họ không có hiểu biết về cái định luật về nghiệp báo nha, cho nên là họ lún sâu vào trong cái bất thiện pháp. À, tại vì họ không có tin, không tin vào nhân quả, không tin vào nghiệp báo, không tin làm thiện thì sẽ được an vui, làm ác thì phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau khôn lường. Cho nên là những cái người mà vô tàm vô quý thì là không từ bỏ một cái ác pháp nào mà họ không dám làm. À, cho nên là những cái người mà đoạn kiến này, họ phạm những cái tội rất là nặng. À, thậm chí họ có thể phạm đến vào ngũ nghịch đại tội. À, rồi quý vị thấy rằng ở trong đời sống thế gian, do cái mê mờ, nhiều khi người ta làm cái nghề nghiệp là bất thiện pháp, nhưng mà người ta không có biết. À, người ta cứ mãi đi sâu vào trong các cái ác pháp. À, bây giờ quý vị thấy rằng những cái người mà họ đi đánh cá, thì người ta đâu có biết là cái đó là cái ác bất thiện pháp. À, người ta vui thích trong cái vấn đề mà đi sát hại tất cả những cái chúng sanh khác để mưu cầu cái đời sống cho mình. Họ ra biển rồi dò tìm các cái đàn cá, rồi bủa lưới, mà khi mà kéo cái lưới lên, mà nếu trong lưới mà cá càng nhiều thì họ càng vui, họ hoan hỷ, họ thích thú với cái điều ác mà không biết. Cho nên á, là vì cái vô tàm vô quý là đi chung với cái siêu mê mờ thiếu lý trí, cho nên là họ không biết cái đó là cái ác bất thiện pháp, một cái nghề nghiệp không chân chánh, một cái nghề nghiệp mà hiện tại này nó đem đến lợi lạc, có thể nuôi mạng, có thể có tài sản, có thể nuôi gia đình. Nhưng mà đây là một cái nghề nó sẽ gây cái hậu quả khổ đau trong cái dòng sanh tử luân hồi
rất nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà họ đâu có biết vậy. Họ có nhiều người là có tài sản rồi mà còn muốn làm thêm nhiều cái chiếc ghe tàu để mà đi đi đánh cá nữa. Quý vị thấy rằng thường thường là cái người người Nhật thì họ rất là thích ăn cái con cá voi. Họ có những cái chiếc tàu đi săn săn cá voi để làm thức ăn. Thành ra đó, chính vì cái không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi thì bất cứ các ác bất thiện pháp nào họ cũng làm. Cho nên là trong cái câu kệ ngôn này Đức Phật đã nói người được tàm chế ngự tìm được ai ở đời. Thì thế gian thì họ sống trong cái vô minh, không sợ hãi tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, cho nên là khó mà tìm được một cái người mà có cái có tàn có quý ở trong cái đời sống đó. Thì sao? Vì tất cả chạy theo cái xu hướng của xã hội, của thế gian, thỏa mãn cái lòng tham muốn của mình. Là họ bất chấp thủ đoạn, không từ biệt một cái, không có từ bỏ bất cứ một cái thủ đoạn nào để mà đạt được cái mục đích, cái tham muốn của họ. Cho nên rất là khó tìm được một cái người mà có tàn có quý. Rồi khi mà cái người mà vô tàn vô quý, họ sẵn sàng dùng những cái lời sỉ giả, hoặc là bêu ríu các cái bậc mà có giới hạnh. Thì trong kinh quý vị thấy ra, vì cái tâm sân hận cổ quan trái với Đức Phật, mà có nhiều nhiều người đã nói lời dối trá, nói độc ác, để nguyền rủa Đức Phật. Thì những người này đó, đã rơi vào cái ác nghiệp, ác khẩu rất là nặng nề. Cho nên là khi mà cái tìm kiếm ở thế gian này, cái người mà được tàm chế ngự nó rất là khó. Tại vì ở trong đời sống thế gian, trong xã hội thì người ta không phân biệt được, rồi người ta cứ mãi chạy theo những cái lợi lộc, danh vọng, địa vị, tiền tài, tài sản thế gian, cho nên là rất khó mà kiếm. Rồi ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bóng roi. Thì cái người mà có sự mà kiềm chế cái lời nói trước các bậc giới hạnh, mình từ bỏ những cái lời mà phỉ báng, chê trách với cái tâm mà ganh tị, thì cái người này giống như là cái người mà tài xế
người điều khiển cái xe, hay là cái người mà ngồi mà đánh xe kiềm chế cho cái chiếc xe, cho những cái con ngựa đó nó đi đúng được, nó đi với cái tốc độ vừa phải. Đức Phật gọi là như cái người mà biết biết điều khiển cái xe như bằng cái roi. Thì thường thường cái người mà cái mười hồi xưa thì người ta đánh xe đó, người ta điều khiển con ngựa bằng cái dây cương rồi bằng cái roi. Khi mà con ngựa nó người ta muốn con ngựa nó đi về bên phải, thì người ta giật cái dây cương, thì con ngựa nó sẽ đi về bên phải. Muốn đi về bên trái thì người ta giật cái dây cương về bên trái. Nhưng mà nếu mà cái con ngựa này đó mà nó không theo cái sự điều khiển của cái người cưỡi nó, người đánh xe đó, thì cái người này sử dụng cái roi để điều khiển nó. Với cái người mà trí tuệ thì quý vị biết rằng vô tàm vô quý là nó đi cùng với cái si. Thì cái người mà có tàm có quý là cái người mà cảm thấy ghê sợ với các ác bất thiện pháp, cảm thấy hổ thẹn với những cái lỗi lầm, những cái ác bất thiện pháp mà mình lỡ làm. Muốn có được cái tâm quý thì nó đi cùng với trí tuệ, nó ngược lại, đối ngược lại với cái si và vô tàm vô quý, thì là trí tuệ và tạm quý. Mà muốn có được cái trí tuệ và tạm quý này thì chúng ta phải có sự nỗ lực học hỏi rất là nhiều, thì chúng ta mới có được cái tạm cái quý trong cái đời sống. Như hồi nãy mà cô Nguyên Trang đọc cái bài mà khuyến tu đó, chỉ có những người có trí tuệ đã từng học hiểu, thì khi đọc cái bài kệ khuyến tu đó để chúng ta hiểu biết để mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy được cái nào là lỗi lầm để mà mình sửa đổi ngăn trừ. Thì có một số người đó, người ta nghĩ là khi mà sám hối, có những cái tôn giáo mà nói là sám hối thì sẽ diệt hết mọi tội lỗi, cái người sám hối rồi thì sẽ trong sạch trở lại. Sự thật ra đó, họ nói như vậy để cho những người mà có sự hiểu biết sám hối những cái tội lỗi của mình. Nhưng mà cái sám hối là nó đem lại cái lợi ích là nó ngăn trừ cái tội lỗi từ đây về sau. Khi mà mình có sự hiểu biết rồi đó, mình thấy tất cả những cái bất thiện pháp, tất cả những cái phạm vào năm mươi giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là một cái điều tội lỗi, và mình sám hối ở đây là bày tỏ ra, bày tỏ ra. Mà khi mà cái người mà có sự
ăn năn sám hối là cái người có trí tuệ. À, khi mà mình có trí tuệ rồi, mình phân biệt được cái thiện pháp và bất thiện pháp, à, phân biệt được cái nào là tội lỗi gây ra hậu quả khổ đau, à, cái nào là đem đến cái sự an vui, à, trong đời sống. Cho nên á, khi mà chúng ta sám hối, à, tự nguyện gìn giữ các học giới, à, là cái sự, à, ngăn trừ, à, giống như hồi đó giờ mình sống buông thả, à, bây giờ khi mà tự nguyện mình ở trong một cái khuôn khổ, à, trong cái hàng rào, à, khi mà mình tự nguyện mình sống ở trong cái khuôn khổ, cái hàng rào đó, thì chúng ta sẽ tránh đi những cái điều hiểm nguy tai hại. Đó. Đó. Nhờ cái sự hiểu biết, sự sám hối bày tỏ ra mà chúng ta biết và chúng ta ngăn ngừa tất cả các ác bất thiện pháp từ lúc đó trở về sau. Đó. Thì khi mà chúng ta có sám hối rồi, chúng ta biết, thì chúng ta sẽ sống một cái đời sống tốt đẹp, à, có tàm, có quý, biết hổ thẹn, biết ghê sợ tất cả những cái điều xấu xa tội lỗi gây ra những cái hậu quả khổ đau cho người khác. À, thì, à, trong kinh, à, quý vị nhớ cái trường hợp mà vua A Xà Thế, à, vua A Xà Thế vì cái ham muốn cái ngai vàng quyền lực để điều khiển cái, à, quốc độ, rồi, à, khi mà thân cận với cái người xấu, người ác là Đề Bà Đạt Đa, thì Đề Bà Đạt Đa cũng vì cái lòng tham muốn, à, muốn, à, đứng đầu cai quản, à, tăng chúng, à, trong khi không có lo tu tập, à, không có đạo đức giới hạnh tốt đẹp, à, nhưng mà vì cái lòng tham muốn, à, rồi Đề Bà Đạt Đa cũng không từ bỏ một cái thủ đoạn nào, à, tìm mọi cách để hành thích, để, à, giết Đức Phật. À, thì Đề Bà Đạt Đa đã xúi dục, à, A Xà Thế để hạ ngục giam giữ Đức Vua Bình Xà Vương, rồi, à, dùng những cái, à, cực hình, à, để giết chết Vua Bình Xà Vương, à, cho đến khi mà vua A Xà Thế sinh ra đứa con thì mới biết được, mà mới hiểu được cái tình thương của người cha, à, dành cho đứa con của mình. À, thì lúc đó đó, khi mà tỉnh ngộ, A Xà Thế đã đi đến đảnh lễ Đức Phật, à, rồi nói lên những cái điều đó, và Đức Phật đã hướng dẫn, à, chỉ dạy cho A Xà Thế. Thì khi mà ông ta tỉnh ngộ, ông ta có cái lời ăn năn sám hối, à, bày tỏ cái sự hiểu sai lầm của mình trước Đức Phật. À, thì Đức Phật nói mà cái người mà đã phạm tội, à, và người này sám hối bày tỏ, à, đúng cách, à, thì như vậy đó, đây là cái pháp để ngăn trừ, à, những cái ác bất thiện pháp, à, từ đó về sau. Cho nên sau khi mà, à, hiểu biết được, à, Phật pháp rồi, à, thì từ đó
là A Xà Thế là một cái vị vua đã hộ độ cho Tam Bảo rất là tốt, thường xuyên cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Rồi sau khi mà Đức Thế Tôn vô dư niết bàn thì vua A Xà Thế đã chủ trì tài trợ cái chi phí để mà Chư Tăng kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. Thì quý vị thấy rằng trước kia là A Xà Thế là một cái người mà si mê vô tàm vô quý, rồi nhờ thân cận gần gũi Chư Tăng, gần gũi với Đức Phật, để hiểu biết ra, mặc dù là ông ta đã phạm vào cái cực trọng nghiệp là giết cha, nhưng mà nhờ hiểu biết từ đó chặn đứng ngăn trừ tất cả cái các ác bất thiện pháp và thực hành những cái thiện pháp. Cho nên á, trong đời sống chúng ta đó, chúng ta phải có cái sự hiểu biết với trí tuệ, rồi chúng ta phân biệt được cái điều nào là điều thiện, điều nào là bất thiện, rồi phải thấy được cái định luật về nhân quả, thì từ đó chúng ta mới khởi lên cái lòng tham, lòng quý, ghê sợ với các cái điều ác, những điều xấu xa tội lỗi. Chúng ta trong đời sống chúng ta kinh tởm những cái vật ô uế, những cái vật mà nó có cái mùi hôi, mùi xú uế, thì quý vị biết rằng cái nước tanh của con cá dù là chỉ là một giọt thôi thì nó sẽ gây ra cái mùi hôi, cái mùi xú uế cả một cái căn phòng hay là cả một vùng của nó. Khi mà cái người mà có lòng tàm, lòng quý rồi thì cái người này sẽ tránh xa, ghê sợ các ác bất thiện pháp, giống như là những cái vật bất tịnh, những cái vật mà xú uế có thể gây ô nhiễm. Thì khi mà muốn có được cái tàm quý là cái người phải có trí tuệ. Cho nên là cái người mà biết ngăn trừ những cái tội lỗi, những ác bất thiện pháp, rồi biết chế ngự, thì cái người này phải có trí tuệ và sống có cái sự hiểu biết ngay cái giây phút hiện tại, tức là chánh niệm. Thì khi mà chúng ta có được cái đời sống mà luôn luôn sống với cái trí tuệ, luôn luôn chúng ta sống trong cái giới hạnh tốt đẹp, thì cái người này đang bước trên cái con đường tốt đẹp, đoạn tận những cái khổ đau. Thành ra đó, thường thường đó là người ta đi trên những cái con đường lợi lộc, tài tình, thỏa mãn các cái nhu cầu trong đời sống, thỏa mãn để hưởng thụ sắc, thinh, vị, xúc. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta thỏa mãn những cái
tài sản, danh vọng, địa vị, thì có lúc chúng ta làm những cái điều bất thiện để mong cầu để đạt được. Từ đó chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ thấy rằng thà là mình sống một cái đời sống nó thiếu tiện nghi chút, nhưng mà chúng ta không có phạm giới. Thà là mình ăn nó không ngon chút, nhưng mà mình không có gây ra những cái hậu quả khổ đau cho chúng sanh khác. Thì chính nhờ có trí tuệ, có sự hiểu biết, chúng ta khởi lên cái lòng tàm, lòng quý, thì chúng ta sẽ tránh xa được những cái tội lỗi. Cho nên á, quý vị thấy rằng hai pháp tàm quý này, nếu mà từ những người mà cầm quyền, những người đứng đầu một quốc độ là vua chúa, hay là những cái vị quan cai quản một vùng, một người mà làm chủ ở trong một cái làng, một người làm chủ ở trong một gia đình, những người này nếu mà người mà có tàm có quý thì sẽ rất là tốt đẹp cho cái đời sống ở trong cái vùng đó. Một cái vị vua, một cái vị lãnh đạo quốc gia mà có tàm có quý thì sẽ sống đúng theo chánh pháp, hay là gọi là cái vị mà chuyển luân thánh dương, tức là sống đúng pháp, không có gây ra những cái hậu quả khổ đau cho trong quốc độ, không có đi xâm chiếm những cái lâm bang, rồi sống đúng pháp, thì sẽ đem đến cái đất nước đó nó có cái sự an vui. Rồi một cái ông quan ổng chịu trách nhiệm cai trị một vùng đất, thí dụ như ông tỉnh trưởng, ông quận trưởng đó. Mà nếu mà những người này đó có tàm có quý thì sao? Họ sẽ không có ăn hối lộ, không có nhũng nhiễu người dân để mà trục lợi, không muốn chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, vợ con của người khác, hay là chiếm đoạt tài sản của người khác. Thì ở trong đó người dân ở trong đó sống rất là an vui. Rồi một cái người chủ gia đình, một người chủ gia đình nếu mà mình có cái tàm quý thì sẽ gìn giữ năm cái giới được tốt đẹp. Và khi mà mọi người từ những cái người mà quyền lực cao nhất cho đến những cái thành viên, những cái cá nhân ở trong xã hội, mà nếu mà trong xã hội đó tất cả những cái người đều giữ gìn có tàm có quý thì như vậy đó, cái xã hội đó sẽ rất là tốt đẹp. Cho nên là trong kinh cũng có nói chính hai cái pháp tàm và quý nó nâng đỡ đời sống xã hội tốt đẹp, nó nâng đỡ cho những cái người mà có cái tâm hướng thiện, có lòng muốn tu tập tạo trữ nhiều công đức phước báo, thì những người này đó nếu mà muốn phát triển cái sự tu tập của mình tốt đẹp thì phải có trí tuệ, và luôn luôn phải có hai cái pháp tàm và quý. Giống như
trí tuệ giống như là một cái người mà ông vua, còn Tam và Quý là giống như hai cái vị mà quan đại thần. À, thì đức vua muốn làm việc thì không phải tự nhiên mà đức vua phải phải tự mình phải đi làm việc này việc nọ. À, đức vua chỉ cần ra lệnh các quan đại thần, rồi các quan đại thần sẽ ra lệnh cho những cái vị quan cấp dưới để mà thực hành. À, thì khi mà chúng ta có phát triển về trí tuệ, có sự chánh niệm một cách vững vàng tốt đẹp, rồi chúng ta luôn luôn kiểm soát phản tỉnh, xem xét cái nội tâm của mình, thì khi mà chúng ta sống với trí tuệ như vậy đó, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, thì chúng ta sẽ không bao giờ không bao giờ chúng ta làm những cái bất thiện. Chúng ta tránh xa các ác bất thiện pháp. Cho nên á, thực hành cái lời dạy của Đức Phật, tránh xa các điều ác, chỉ một cái phần này thôi đó, kiểu gì thấy rằng là phải đòi hỏi chúng ta là cái người có trí tuệ, có tàm, có quý, tránh xa các điều ác, làm các việc lành. Thì khi mà muốn làm được các việc lành, cũng vậy, chúng ta phải có hiểu biết điều nào nên làm, rồi làm nó đúng lúc hợp thời. Khi mà mình nói cũng vậy, nếu mà cái người mà có tàm, có quý, có trí tuệ, thì chúng ta nói nó đúng thời, nói đúng lúc đúng chỗ, rồi nói vừa phải, nói đem đến lợi mình lợi người, không nói những cái điều buông lung, không nói những cái điều mà nó không đúng với Phật pháp, nói những cái điều mà nó tăng trưởng các cái phiền não. Cho nên á, khi mà chúng ta mà hiểu biết, có sự tu tập, thì chúng ta phải tránh xa những người cái tâm buông lung, phóng dật. Tại vì khi mà những cái người có cái tâm buông lung, phóng dật thì hồi nói những cái điều uyên thuyên không có đem đến lợi ích, nói với cái tâm ngã mạn rồi sao, hồi đi tới vô tàm vô quý, rồi cái bắt đầu là sao, phiền não quan trái nó sanh khởi. Cho nên đó, là luôn luôn khi mà chúng ta sống với trí tuệ, có đầy đủ sự hiểu biết, chánh niệm tỉnh giác, thì trong nội tâm của chúng ta có tàm, có quý. Và chính hai cái pháp này đó, nó là hai cái pháp, nó là cái hàng rào để chúng ta tránh xa các cái pháp ác, không có tạo tác thân nghiệp, khẩu nghiệp gây ra những cái hậu quả khổ đau cho chúng sanh khác, và đem đến những cái hậu quả khổ đau cho chúng ta trong nhiều kiếp sống. Cho nên trong cái đoạn này, Đức Phật mới nói rằng ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bóng roi, người được tàm chế ngự
sống thường thường chánh niệm, vị ấy đạt kết quả khổ đau được đoạn tận, bước những bước thăng bằng trên đường không thăng bằng. À, thì cái trong đời sống thì quý vị thấy rằng sở dĩ mà chúng ta khổ đau là gì? Chúng ta chạy theo phiền não, tham sân si, nó gây ra cái sai sử, nó sai khiến chúng ta làm những cái điều bất thiện, những ác bất thiện pháp. Thành ra đấy, cái con đường mà trong gai á, khó khăn khổ đau thì tại vì chính mình lựa. Mà khi mà mình biết, mình hiểu biết rồi, có cái lòng mà muốn tránh xa, thì chúng ta sẽ đi trên cái đường nó thăng bằng, nó không có chông gai, nó ít khổ đau hơn. Chứ không phải mình nói là hoàn toàn chấm dứt khổ đau được, thì chấm dứt khổ đau được đó là các bậc thánh nhân, nhất là vị thánh tứ quả. Thì khi mà các ngài đã đoạn tận gốc rễ của các cái phiền não đó, thì lúc đó là mới nói là đoạn tận được những cái khổ đau. Còn vị thánh hữu học thì nó chỉ giảm nhẹ và tránh xa được cái rơi vào khổ cảnh thôi. Nhưng mà trong đời sống nó cũng còn những cái khổ đau. Nhưng mà cái vị này thì đã có một cái lòng kiên định, cái tàm quý của họ đã vững vàng rồi, cho nên là vị này sẽ không bao giờ rơi vào khổ cảnh, chỉ còn luân lưu tái sanh ở cõi nhân loại hoặc là ở cõi chư thiên không quá 7 kiếp. Cho nên là khi mà chúng ta muốn có sự tiến bộ trong vấn đề tu tập thì chúng ta phải thân cận thường xuyên, khởi lên cái tam quý, luôn luôn chúng ta xem xét phản tỉnh những cái tác ý, những cái suy nghĩ của mình, coi những cái tác ý này đó, muốn làm muốn nói, nhưng mà cái muốn làm muốn nói này nè, nó là như thế nào, nó đem đến lợi ích hay là nó đem đến sự tai hại, nói với mục đích gì, nó làm với mục đích gì, đem đến lợi mình lợi người hay không. Nếu mà nói với tâm từ, nói với tâm tùy hỷ, nói với cái lời nói tốt đẹp, những cái thiện ngữ thì chúng ta nói, nhưng mà cũng phải biết nói hợp thời, nói đúng lúc đúng nơi, nói vừa phải. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng những cái hành động này đó nhằm mục đích để giúp đỡ cho người khác, đem đến cái sự lợi lạc tốt đẹp thì chúng ta làm, chúng ta đi đến những cái nơi mà thích hợp đáng đi đến, đi đến chùa học kinh học pháp, tránh xa những cái nơi mà đi đến để tăng trưởng các cái phiền não, các cái tham muốn. Thì như vậy đó, chúng ta nhờ cái tàm quý, nó sẽ hướng dẫn mình đi trên cái con đường tốt đẹp.
trên những cái con đường thăng bậc, tránh xa những cái tai hại khổ đau, thì cái vị này á, sẽ lần hồi sẽ đạt được kết quả nhờ cái sự nỗ lực tu tập để đoạn tận các cái phiền não là nhân đưa đến khổ đau. Đó là cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái đoạn thứ 8 này. Và qua sự hiểu biết thì cũng xin giải đáp, chia sẻ đôi điều để quý vị hiểu hơn cái lời dạy của Đức Phật. Và với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Ca Ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được những cái điều hiểu biết trong cái lời dạy của Đức Phật để có sự nỗ lực phát triển cái tạm quý, phát triển trí tuệ, để chúng ta có sự nỗ lực tu tập, tránh xa các điều ác, không làm những cái điều bất thiện nào dù là nhỏ nhất, làm các việc lành, những cái việc lành nào thiện nghiệp dù là nhỏ nhất chúng ta cũng không bỏ, chúng ta có điều kiện chúng ta làm được, chúng ta phải cố gắng chúng ta làm. Rồi sao? Thanh lọc nội tâm trong sạch. Mà muốn thanh lọc nội tâm trong sạch là luôn luôn chúng ta phải có trí tuệ, có sự hiểu biết, chánh niệm tỉnh giác. Và cái mà để thanh lọc nội tâm chúng ta tốt đẹp là phải có luôn luôn có hai cái sở hữu nó đi kèm là tạm và quý. Thì như vậy chúng ta sẽ phát triển được cái thiện pháp, cái thiện sự của mình. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật. Cầu mong tất cả quý vị an vui và sẽ nỗ lực tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Giả. Và bây giờ xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả hội tu nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau chia sẻ, thảo luận thêm cái đề tài ngày hôm nay về cái lời dạy của Đức Phật. Và cảm ơn cô Như Quang đã post bài lên để những cái vị mà mới vào room có thể hiểu biết được cái chánh kinh, và từ đó có thể mà cầm mic chia sẻ. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị thỉnh ngài Trị Đức cũng như mời tất cả quý vị ở trong room. Và bây giờ thì xin nhường mic lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con xin đảnh lễ Bát Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng. Dạ sư, sư cho con hỏi tạm là gì và quý là gì? Dạ con tiếng Việt của con không có giỏi cho mấy, cho nên con không có hiểu nghĩa của hai cái chữ đó. Dạ con xin sư giải thích giùm con ạ. Dạ con xin sư mít, con xin cảm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và tạm á là cái sự mà mình cảm thấy mình hổ thẹn với những cái điều mà mình gây ra lỗi lầm.
còn quý là cái sự mà ghê sợ, ghê sợ với những cái lỗi lầm đó. Khi mà mình làm, mình lỡ phạm vào một cái điều gì đó, nếu mà cái người mà có tàm thì cái người này sẽ cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn với mà những cái điều mà mình lỡ phạm. Mình biết cái điều đó là sái quấy, mình cảm thấy mắc cỡ, mình cảm thấy hổ thẹn với những cái lỗi lầm đó. Thì từ đó về sau á, chính cái hổ thẹn này đó, nó sẽ ngăn ngừa chúng ta không dám mà tái phạm những cái lỗi lầm đó. Rồi cái quý á, là nó là cái sự ghê sợ, ghê sợ kinh tởm đối với các cái ác bất thiện pháp. Ví dụ như bây giờ á, mình không biết, mình lỡ mình đụng chạm vào một cái vật đó, mình bị phỏng đi, thì khi mà cái quý nó khởi lên á, thì lần sau mà chúng ta nghe cái hơi nóng nóng là chúng ta tránh xa liền, chúng ta không có lợi gần. Thì khi mà chúng ta không có gìn giữ các cái học giới, chúng ta lỡ phạm đó, thì khi đi vào hội chúng tự nhiên chúng ta không có mạnh dạn. Vì sao? Vì chúng ta có cái sự hổ thẹn, khi mà đến một cái hội chúng đông người nào đó, mình có cái tâm rụt rè hổ thẹn, vì mình sợ rằng trong cái hội chúng này đó, sợ có một hai người nào đó họ biết được cái lỗi lầm, sự phạm tội phạm giới của mình, cho nên là mình không có mạnh dạn, mình né tránh lẩn tránh. Còn nếu mà chúng ta giữ gìn giới hạnh trong sạch tốt đẹp, thì khi mà chúng ta đi vào bất cứ một hội chúng nào, chúng ta cũng đi một cách đường hoàng, chúng ta không có cái tâm hổ thẹn hay là lẩn tránh, là đó là chúng ta đã có tàm có quý, giúp cho chúng ta tránh xa các ác bất thiện pháp, gìn giữ cái giới hạnh nó được tốt đẹp. Thì vậy tàm là cái sự mình thấy hối hận hổ thẹn đối với các cái lỗi lầm, các cái bất thiện pháp mà mình lỡ làm, và quý là cái sự ghê sợ kinh tởm đối với các ác bất thiện pháp, để từ đó về sau mà mình tránh xa, không có phạm vào những cái điều những cái giới. Đây là cái sự mà ngăn trừ để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn, nhờ có tàm có quý thì sẽ nâng đỡ cái đời sống của chúng ta, tránh xa các cái điều bất thiện và thực hành thật nhiều những cái điều thiện. Và đây là điều kiện để nâng đỡ cái sự nỗ lực tinh tấn học hỏi, dung bồi trí tuệ trong đời sống được tốt đẹp hơn. Thì đây là xin giải đáp cái câu hỏi của cầu chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nó mũ thai á.
Sa cứu, sa cứu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, Tàm và Quý ạ. Dạ, con không biết là đạo tràng có ai có câu hỏi thắc mắc gì không ạ? Có thể hỏi về cái bài học ngày hôm nay. Dạ, dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ con Christina còn thắc mắc gì nữa không? Dạ Christina. Dạ con thấy đạo tràng con cũng, dạ con bây giờ con cũng không biết phải như thế nào. Cảm ơn. Dạ. Dạ bây giờ con không thấy có câu hỏi có thắc mắc gì hết sư. Dạ. Bây giờ con kính cởi mic lại cho sư nha sư, tại vì con thấy không có ai có thắc mắc có câu hỏi gì hết. Dạ. Dạ sư tạm dùng nước chút xíu rồi sư sư cầm mic ra. Dạ con Meta có thắc mắc gì không cô? Dạ cô Kim, dạ chào cô Kim. Chào Đức Khá. Chào Sức Tâm Pháp nè, lâu quá không gặp. Chào Thi Lâm. Không biết là mọi người có ai có câu hỏi không ạ? Về cái bài hôm nay, Tương Ưng Kinh, chương 1, phẩm 2, Vườn Hoa Hỷ. Dạ, dạ con kính dâng mít lại cho sư nha sư. Dạ con thấy đạo tràng không có ai có câu hỏi hết ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con Nguyên Trang và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con kính lễ của tư nữ Kheo Ma, con kính chào đạo tràng và dạ, con cảm ơn cô Như Quang của Meta cho con biết được tín hiệu. Dạ con không biết là ngài Trí Đức có trước máy không ạ? Hồi nãy con nghe sư Pháp Thanh có thỉnh ngài để ngài để ngài chia sẻ thêm ạ. Dạ con không biết ngài Chí Đức có trông dạng ngài cho con tín hiệu ạ. Bây giờ không có ai cầm mic hết rồi. Bây giờ phải làm sao đây cô Meta ơi? Cô Như Quang ơi.
con phải như thế nào đây? Bây giờ hả, chắc sư Pháp Thanh uống nước rồi. Dạ, con không thấy bị nào hết. Dạ, bây giờ phải làm sao ạ? Nếu không có ai thắc mắc thảo luận thêm thì thỉnh ngài, không thì kết thúc sớm ạ. Dạ, con thỉnh ngài. Ồ, Nguyên Trang cầm mic luôn. Dạ, cái mic lâu quá con không vô mic ở đây, mic trong đây dính mũ dữ. Dạ, dạ con có bàn tay hả? Con thấy bàn tay nhiều lắm. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam Mô Phật Thầy. Con been a little nosy một chút xíu, tại vì con mới nhận được cái notification from Facebook á, là nó nói là hôm nay là sinh nhật của sư Pháp Thành. Nếu mà hôm nay là sinh nhật của sư, con xin chúc sư một ngày tiếp nối thật vui vẻ. Happy birthday sư, chúc sư nhiều sức khỏe. Cầu mong ân tam bảo gia hộ độ trì cho sư luôn có nhiều sức khỏe. Dạ, con không có gì hơn, chỉ những lời chúc sức khỏe với sư. Dạ, con xin xuống mic ạ. Hello, nghe rõ không? Dạ con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Nguyên Trang ơi, với quý đạo tràng, mấy hôm rồi từ ngày mà tôi đi Miến Điện về đó, tôi rất bận. Lúc mà sư đang giảng pháp á, thì tôi đang ăn cơm, tới giờ này tôi mới ăn lên á, thì quý vị biết là tôi rất là bận á. Thành ra nghe Nguyên Trang la quá, đi Mỹ có gì đó, mít có mũ tùm lum tùm la vậy đó. Phật pháp mà cái thắc mắc cái gì thì hỏi cái đó chứ đâu có sao đâu. Tại quý vị cứ ngại, quý vị cứ không dám lên bấm nút lên nói, tức là những cái gì mà quý vị mà có công đầu á, chứ cứ hỏi đi. Chẳng hạn như cô Christina đó thì cổ rất là khá, thấy không, cổ mới vô mà cổ không hiểu cái gì là cổ hỏi liền. Dĩ nhiên tàm quý, quý vị học di diệu pháp là quý vị biết rồi, nó là một trong cái chính cái lực mà rất mạnh đó, tức là tính tấn điểm định tệ tàm quý và vô tàm vô quý nữa, thì chính cái đó, chính cái lực đó là có trong cái định lực trong cái vũ trụ này. Thì mình phải biết cái đó rõ. Thì có thể là cô Christina này từ bên Bắc Tông, cổ không có đọc nhiều bên sách của Theravada, thành ra cổ không có hiểu nhiều. Nhưng mà cổ mạnh dạn cổ lên cổ hỏi thì đúng rồi. Tôi nghĩ rằng quý vị có rất nhiều câu hỏi mà không biết tại sao quý vị không chịu lên hỏi đi, đâu có sao đâu. Mình bỏ thì giờ mình vô mình học mà, mình không biết mình học, ai cười thì hở 10 cái răng. Hồi đó tôi mới vô trong đạo Phật á, thì đó khoảng 2010, sau khi mà má tôi chết á, thì tôi đi chùa, tôi nghe mà bà con chồng họ nó thì đi vô chùa để mà rồi lo chùa, để cho mấy bà sư, mấy bà giải, mấy ông sư đó để lo tụng kinh cho cha mẹ của mình, người thân của mình chết thì mới tốt, mới được siêu thoát. Trời ơi, vô trong cái chùa đó chém tôi muốn chết luôn á. Đi lại làm cái gì hạ quan cái gì di quan, tức là tôi quên cái danh từ đó rồi, tức là đem cái lúc má tôi chết á, bà tôi chết chứ không phải bà tôi chết, má tôi 13 năm sau bà mới chết. Bà tôi chết thì bỏ trong nhà xác, thì bỏ vô cho trong nhà thương, thì nó trong nhà xác cái nhà hoàng đó, funeral á, nó đem vô trong đó. Mà lúc bà tôi chết á, là cái nhằm cái ngày 23 tháng 12, tức là thằng giỗ của bà tôi đó, thì Noel á, trời ơi, sao mà người Việt chết nhiều quá, bỏ trong cái big family á, mà tới hơn một tuần á thì mới có cái phòng trống để mà đem ra đem cái xác bà tôi ra mà bỏ trong cái hòm để cho người thân lợi 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 viếng thăm á lần cuối cùng trước khi mà đi chôn hay đi đốt đó.
Trời ơi, mấy bà bắt tông ha, mấy bà nói là bỏ cái tấm khăn gì đó, bên Ấn Độ cái diễn đó vẽ gồng vẽ rắn gì đó, nói cái đó để cho người chết đó là không có xuống địa ngục hay gì á, chặt cho tôi 1.000 đô. À mấy bà chặt gì cũng hết, làm hết, đâu có biết trời đất gì đâu đó. Thì lúc mà tôi đi mua sách á, vô trong cái chùa Bắc Tông rất có kinh điển quý vị à, vô trong đó nếu mà đọc bảy bảy tầng mà tẩy thất đó, để tôi kể cho quý vị nha, đưa cái cuốn kinh gì cũng á, thì đưa thì tôi đưa thì tôi thấy ai đọc hỏi trang nào mở trang đó thì tôi đọc. Rồi tôi thấy bà bên kia bà ngồi bà hỏi tôi, ủa cô đọc kinh này lâu lắm sao mà cô đọc hay vậy, trời ơi cái này thấy chữ rồi đọc thôi chứ có gì đâu. Cái tôi mới thấy chữ đó thì tôi mới vô hỏi mấy bài sư trong đó, hỏi cái này có nghĩa gì, kinh tôi thấy kinh là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh hay là chú Đại Bi gì đó, Y Kalê gì đó, hỏi mấy bà nói ôi, cái này chú mà không có nghĩa đừng có hỏi. Trời đất, đạo Phật gì kỳ lạ vậy trời, rồi cứ thấy sao đọc vậy hả. Ôi nghi ngờ lắm nhưng mà không có dám hỏi, hỏi sợ bị tội, hỏi cái gì cũng bị tội hết trơn á. Mà tôi là con người đầy nhiều cái thắc mắc lắm. Những cái tôi mới là bữa kia cái tôi thấy cái chỗ Pháp Quang đó, cái tiệm Pháp Quang đó bán, tôi đi mua tượng Phật. Cái tôi thấy trong đó nó bán nhiều sách kinh Phật lắm, ôi tôi mừng lắm. Trời ơi, tôi mua hết bao nhiêu kinh sách đó về tôi mua tôi đọc hết mà phần lớn là kinh Bắc Tông. Thành ra tôi là khách quý của họ, thấy tôi lại là thấy bán sách được à. Thôi tôi mua về tôi đọc, bây giờ trong nhà tôi còn đầy nhóc đó, mà tôi cho đi một mớ rồi đó. À, mà tôi đọc hết mà tôi đi hỏi, tưởng trong đó mấy bà giải ông sư dùm đó chắc là giỏi dữ lắm á. À, tôi vô tôi hỏi mấy bà cần ngơ ngơ ngáo ngáo đâu có biết gì đâu, bà thì chiên cải giò, bà đi sắt củ cải cà rốt vậy đó để làm đồ chay bán vậy. Trời ơi thôi đi, tôi nói chắc không xong rồi, thôi để tự đọc một mình đi. Thành ra lúc mà tôi được mấy cái dĩa đọc sách thì sư Sáng Nghiêng đã giảng bài tôi rất là đồng ý và tôi thích, rồi tôi tiếp tục tôi đi lên Thích Ca Thiền Viện và tôi thỉnh một mớ kinh sách ở chảnh, có bao nhiêu sách tôi thỉnh về hết, tôi về tôi đọc thì tôi mới thích thú, tôi mới qua tôi mới hiểu được nhiều. Chẳng hạn mình học ôi kinh Địa Tạng hả, xạo chết đi thôi đó, ông đó hả nói không ai vô địa ngục thì để ông vô địa ngục, ông ở trong đó cho đến khi nào mà không chúng sanh không còn xuống địa ngục nữa thì ông mới thành Phật. Trời ơi trời, chúng sanh là vô minh nó vô vô thủy vô chung, biết chừng nào mới hết chúng sanh được, cái là chuyện không tưởng thôi à. À tôi thấy ông này vĩ đại dễ sợ lắm đó. Thôi 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 thôi, thôi. Cô mấy tà đừng nói Địa Tạng nha, tôi đọc kinh cái đó nhiều lắm rồi đó, lúc má tôi chết tôi cũng tụng không biết bao nhiêu ngày nữa. Sao ông này đi qua bên đi qua bên Phật giáo Nguyên Thủy mới thấy mình ngu dễ sợ là ngu, nghe đâu tin nó thì giống như vậy đó. Phần lớn những kinh mà bên Bắc Tông mà phổ biến nhất như là kinh Pháp Hoa hay là gọi là Diệu Thủ Liên Hoa, kinh Kim Cương hay là kinh Hục Soàn gì đó, kinh Kim Cang cũng vậy, rồi Đại Thừa Vô Lượng Thọ, rồi mấy là về mà ông gì mà không biết chữ mà nói cái ông mà lần cuối cùng mà để mà thỉnh y bát của Đức Phật gì đó, rồi sau này bị bà tự nhiên mới quên cái ông đó hả. Lục 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 gì đó, lục tổ huệ năng, dạ dạ đúng rồi lục tổ huệ năng. Trời ơi thôi đi, tào lao thiên địa đó bắt tôi tụng ai ai gì là Phật, ai gì là Phật, tôi nói trời sao tụng hoài vậy, mà tụng gửi mình đang chạy xe mình lấy xe mình tụng nữa, có rất nhiều câu hỏi mà tôi hỏi những người đó đều không trả lời được hết. Thành ra tôi phải tự tìm hiểu mà phải tự học tự tìm hiểu, sau này nhờ qua bên Nguyên Thủy á, thì tôi học được, tôi đọc nhiều sách và tôi học qua nhiều đó, nhất là tôi học gì diệu pháp gì gặp sư chánh sư mà dạy đó, thành ra phù hợp với những ý nghĩ những câu hỏi của tôi, và tôi nghiên cứu chuyên về pháp học của bên Nguyên Thủy, thành ra tôi biết hơi nhiều một chút, tức là bớt ngu ngu bớt ngu so với lúc trước, chứ thật ra không biết so với bể học mênh mông của Đức Phật ra thì chưa tới đâu á, chắc còn dông dông ngoài đây thôi đó. Là tôi không biết, thành ra quyết tôi nghĩ rằng quý vị trong đây nhiều những người đây đều có ba la mật hết, đều có sự có nhân duyên với Phật pháp chánh 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 pháp hết, thành ra mới được vô những cái room này. Tôi thấy bên trên bên Mỹ này biết bao nhiêu người Việt Nam đi chùa Bắc Tông, tôi thấy đông nghẹt như kiến bệnh á, nhưng vô cái room này quý vị thấy không,
Một ngày có bao nhiêu người vô trong cái room này? Có mười mấy em thôi. Mà luôn cả cái kinh Pháp Cú là cái ngôn ngữ của Đức Phật đã dùng trong thời Ngài còn tại Ngài chưa ngập Niết Bàn. Rồi siêu chí Đức dạy, mà quý vị tôi thấy chỉ có vài người lên lên học với sư là trả lời chư sư bao nhiêu câu, bao nhiêu trường âm ngắn, trường âm đoạn âm vậy đó. Tôi thấy đâu có bao nhiêu người đâu, nhiều khi sư kêu lên cũng không chịu lên nữa. Sư kêu rã rác không có, rồi chỉ có vài người thôi. Mà trong khi kinh Pháp Cú nó bao gồm rất nhiều, vừa học được cái tiếng tiếng Pali, tiếng nói của Đức Phật, mà cái đó tiếng nói của chư Phật luôn á, chư thiên đều trên trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, các chư Phật đều dùng cái tiếng này hết, mà rất giỏi. Mà tôi thấy quý vị có bao nhiêu người để tham gia vô đâu, chính bản thân tôi học được tôi thấy rất là hạnh phúc, rất là may mắn. Và khi mà sư giảng về văn phạm tôi hỏi thì sư không có dạy, sau này sư nói với tôi là cái trình độ của trong cái lớp này rất thấp, dạy không nổi đâu, với lại trình thao thoát không nổi. Nhưng mà tôi nhờ tôi có một sư, tôi gặp một sư Sumita đó ở người Sri Lanka, sư dạy về văn phạm, thành ra tôi leo theo học. Mà cái lớp mà tôi học á, bây giờ sư không có dạy nữa, tôi phải đi theo sư. Chẳng hạn như tuần này sư dạy cái chỗ kia, tuần kia sư dạy chỗ kia, thì tôi phải coi cái thời khóa biểu đó, tôi phải chạy đi xa. Giống như là thứ bảy, mỗi thứ bảy tôi phải chạy đi xa khoảng 30 mai, tức là khoảng 45 cây số đó. Mà nếu mà đi á, không có kẹt xe thì nửa tiếng, mà có khi kẹt xe cả tiếng đồng hồ, đi về cũng 2 tiếng, mà học 2 tiếng là 4 tiếng, mất đi là nửa ngày. Mà tôi vẫn ráng đi học đó quý vị, tại vì không có nhiều người để dạy ngôn ngữ này đâu. Là mà nhất là sư Chí Đức, mấy giờ sáng, 3-4 giờ sáng sư thức dậy, sư gào cái giọng lên là nghe giống vậy, già rồi, 71 tuổi rồi mà cũng đi dạy nó, thì cái sự tinh tấn và cái sự muốn cái làm cái bổn phận của một vị sư để truyền lại cái những giáo pháp của Đức Phật là tôi rất là khâm phục và rất nể Phật sư đó. Thành ra quý vị khi mà nghĩ tới công của một người dạy với lại cái giáo pháp lần lần bị tiêu hoại, quý vị nên ráng học và ráng tìm sách để học. Còn nếu mà quý vị không có đọc tiếng Việt được, như cô Christina không đọc tiếng Việt đó, cô có thể vô trong website đó, Usana, hay là lên cái hội mà Pali đó, của người Anh, người Mỹ đó, nó có cái tạng đó, cô vô cô lục đó, cô đọc tiếng Mỹ cũng được nữa. Nếu mà mình cố gắng mình học thì bằng và vẫn được đó cô. Cứ cố gắng mỗi ngày cô nghe nhưng mà cô không hiểu đó thì cứ hỏi, không dạy chỉ có sẽ được giải đáp này giải đáp kia ha. Tại vì mình có học, mình có thắc mắc thì mình có hỏi thì mình mới học được đó. Chứ mà ngồi im lặng luôn đâu có biết đâu. Người chị tôi hay nói chứ, mày ngứa chỗ nào mày nói người ta mới gãi được chứ. Chứ ta đâu có quẩn đâu mà gãi lung tung. Chẳng hạn như vậy thì nghe cũng mắc cười lắm. Nhưng mà nghĩ sâu xa lúc mình học pháp đó, mình những cái chỗ mà thắc mắc mà mình không có hỏi đó, thì mình đâu có hiểu được đâu. Mà sư Liễu Tông cứ nói đi hoài á, mình học á là mình không có hiểu là mình phải hỏi. Hỏi xong rồi hỏi cái nào cho hiểu rồi đó, thì mình phải ráng học rồi hành theo đó, rồi phải học, học đi học lại để cho thuộc lòng, thì mình mới thâm thâu vô cái chánh pháp của Đức Phật được. Chứ học mà không có hỏi, rồi không có hành, mà không có nhớ, không có học thuộc lòng á, thì bó toàn thân luôn đó, giống như là nước đổ lá môn. Chánh pháp là rất khó học và khó nhớ, nó thâm sâu lắm. Thì lúc cùng một câu đó mà lúc tôi mới vô học thì tôi hiểu khác, tôi hiểu nông cạn hơn. Mà lúc tôi hiểu sâu vô thì học càng ngày càng, thì tôi thấy nó bao la hơn nhiều. Nó bao gồm hết, giống như là một ban đầu mình mới học, nó giống như một điểm thang, nó điểm chấm nhỏ bằng đầu kim, rồi từ từ nó bự bằng cái đầu đũa, rồi từ từ nó khoanh tròn rộng. Rồi sau cùng mình hiểu nhiều, thấy nó bao la rộng lớn. Khi mình học mấy cái 24 viên, rồi 7 bộ diệu pháp đó, với lại thập nhị văn kinh, mình thấy nó bao gồm, nó rộng mênh mông giống vậy đó. Thì mình phải suy tư nhiều lắm. Học càng ngày vô thì rất là thích thú, rất là khâm phục, rất là thán phục cái trí tuệ của Đức Phật, cũng như công lao của các vị sư đó. Họ bỏ hết cuộc đời, họ không tham sân si, họ chỉ có mấy bộ y, họ phải lăn lộn trong cuộc đời này, vừa giảng pháp, vừa phải hành pháp, vừa phải thực hành pháp, rất là khó. Ở cõi đời này tìm những vị sư mà giữ được cái đức hạnh, giữ giới, rồi chịu cực khổ mà đem giáo pháp của Đức Phật, mà những ngày của Ngài mà các vị sư đó truyền lại chúng mình đó, thì
càng ngày càng ít đi. Mà tà sư á, thì quá trời quá đắt luôn. Trời ơi, cầu siêu đọc kinh, thôi đi, thôi đừng nói cầu siêu đi, mệt dữ lắm đó. Nếu mà cầu siêu cầu được có ngay Đức Phật đó là chánh đẳng chánh pháp, ai mà có thần thông nhiều hơn ngài, ngài đâu có làm đâu. Nếu mà ngài làm được thì cái đám Ấn Độ nó lên trời hết trơn rồi, nó thành thật hết trơn, nó đâu có còn đi ăn xin ăn mài đâu. Đi qua bên Ấn Độ thấy toàn ăn xin ăn mài không. Mấy ông sư Bắc Tông nói chứ, à, mình đi qua bên Ấn Độ đi tứ động tâm mình có nhiều phước lắm. Tôi mới mỉa mai tôi hỏi, còn mấy thằng ăn mài ăn xin này nè, nó sanh ra tại đây nè, ngày nào nó cũng từ sáng đến chiều nó đứng chỗ đây nó chờ mấy người mà đi hành hương qua, nó xin tiền xin bạc cái sao nó cũng còn ăn mài hoài vậy, sao nó không có phước gì chân vậy. Mấy ổng nghe đá thì ghét luôn, muốn chết luôn vậy đó. Mới tôi hỏi nhiều câu độc địa không có trả lời được. Cái đó do mình qua bên đó là mình biết rằng những nơi tứ động tâm đó để mình nhớ lại cái ơn Đức Phật, mà bây giờ mình thấy nó không còn tồn tại, nó chỉ còn cái nền đá không. Coi cái đó một sự vô thường dễ sợ không, nó biến đổi, nó đâu có thường hằng đâu. Thì mình hiểu cái đó thì mình không giáo pháp không còn bao nhiêu đó, ráng mà học bao nhiêu cho đủ, không biết Diêm Vương kêu lúc nào nữa, cái thằng chết lúc nào nữa. Có thể tôi nói chuyện với quỷ ngày hôm nay, tối nay tôi chết sao đâu có biết được. Mình, cái đời của rất là vô thường. Thì chẳng hạn như vậy, có nhiều câu hỏi trong câu quay lại giấc này á, thì sư pháp thanh giảng rất cặn kẽ, sư cho những thí dụ rất rõ ràng. Đối với tôi, sư giảng là tôi đã nghe tôi hiểu hết rồi. Sư giảng câu của đầu tôi nói, tôi nghĩ rằng cậu sư sẽ nói câu thứ hai như thế nào. Sư pháp thanh giảng rất là rõ ràng, sư bài ra, sư kéo dài, sư cho thí dụ rất là hiểu. Chứ quý vị nghe sư Liễu Tông không, sư ấy học nhiều pháp, sư hiểu nhiều lắm. Những câu hỏi của quý vị sư giảng rất là vắn tắt đó, phải hiểu giáo pháp nhiều á thì mới hiểu hết những câu mà sư muốn nói. Thì một người á, như sư Liễu Tông, một lối mà giải thích trả lời thì khác, lối giảng của sư thì khác. Còn sư Pháp Trang thì rất là từ bi, sư giảng dài ra rất là dễ hiểu đó. Thì sư Pháp Trang này rất là dễ thương, rất là tốt. Khi mà quý vị hỏi ngoài câu đề á, thì ngài cũng trả lời luôn, ngài trả lời hết, không có ấy gì hết. Còn sư Liễu Tông nhiều khi tôi hỏi cao lên á, sư không cho phép, không có trả lời. Tại vì tôi cứ lên chùa sư cúng dường, tôi hỏi sư cũng trả lời. Ôi, hỏi cao quá, giải thích nó chứ đó nó không có hiểu đâu. Thành ra tôi ít có hỏi lắm, còn hỏi thấp thì tôi rầy, học rồi còn hỏi nữa. Thì chẳng hạn như vậy đó, thành ra tôi không có dám hỏi nhiều. Thì trong cái câu làm quý thì quý vị biết rồi, tàm là xấu hổ, và quý là sợ hãi. Xấu hổ những cái điều mình làm á, chẳng hạn như khi quý vị nhớ không, trong 38 phẩm hạnh phúc đó thì Đức Phật dạy phải xa lánh những người ác. Cái người ác này không phải cái người ác ôn chửi bới mà giết ở ngoài đường đâu, mà cái người ác mà Đức Phật muốn nói là cái người ác trong cái thâm tâm của mình đó. Là chẳng hạn mình nghĩ xấu giờ người ác trong tâm của mình, là mình nghĩ xấu một cái người nào đó mà mình chưa có chắc chắn, hay mình nói xấu về người nào đó mà mình chưa có kiểm rõ là có phải người ta có làm với tâm ý gì không, hay là mình plan mình có một trình mình đi giết người ta, hay mình đi bêu xấu, mình nói xấu người ta. Cái ác mà trong cái con người của mình là quan trọng nhất. Đức Phật dạy á, là mình làm điều ác á, là mình đừng có làm điều ác, mình xa lánh người ác, tức là mình lo cái sự ác trong cái bản thân của chính bản thân của mình đó, đừng có quan tâm đến cái người khác. Tại vì Đức Phật nói chúng sanh vô minh lắm, mình làm sao mình cứu hết cái người ác được. Chính ngài còn không làm nổi, ngài chỉ giảng pháp, ngài cứu giúp cho những người mà có đủ nhân duyên với Phật pháp, đủ nhân duyên với ngài và có thành tâm, chứ ngài không có đụng ai, ngài đi giảng pháp hay cứu cho người ta đâu. Ngài chỉ giảng pháp, nói pháp với những người có đủ nhân duyên và đúng thời đúng lúc ngài mới nói thôi quý vị à. Thành ra quý vị gặp chánh pháp vô trong cái đạo tràng này là quý vị có nhiều ba la mặt, có nhiều phước báo lắm đó. Quý vị coi ngay trong người thân của chúng ta đó, có bao nhiêu người thích vô trong đây đâu. Đi vô Facebook chắc trên đó thì đó, coi phim bộ thì thôi, ngày này qua ngày khác. Chứ mà vô đây một chút là họng vô là thấy chán rồi, không có vô nổi đâu.
thì tôi cũng có nói dạy ý này để chia sẻ những cái ý nghĩ của tôi cho quý vị biết, cũng như là cách đây mấy bữa tôi vô trong cái chương trình của Dr. Huynh Trần đó, ông đó cái vị bác sĩ này ở bên Mỹ này rất trẻ tuổi nhưng rất là tốt, ổng có lên cái show ổng nói, thì trong cái show ổng có nói thì ổng có nói về cái sự trầm cảm, cái depression đó, thì có một số người trong đó họ chia sẻ cái bệnh của họ mà làm tôi giật mình, tại vì tôi không bao giờ nghĩ tới những điều này. Thì có cái bà đó, bà mới chia sẻ bà có bệnh trầm cảm, bà có bệnh gì nè, khi mà bà thấy những người chung quanh của bà đó mà bệnh mà không có bệnh, nó khỏe mạnh là bà ghét mấy người này lắm, bà ghét lắm, bà mới nói vậy đó. Thì bà bệnh đó, nhưng bà không biết làm sao. Rồi sau này bà được uống thuốc đó, thì bà bớt đi, thì bà mới chia sẻ cái cảm nghĩ của bà. Thành ra tôi thấy những người mà nhiều người mà tôi đi học đó, thì họ ganh tị với cái sự học của tôi. Tôi hồi nhỏ tôi học ở trung học thì tôi cũng học rất khá, mà thường tôi có bản danh dự nhiều lắm, thì tôi không có chơi với ai nhiều lắm. Thành ra tôi cũng thấy người ta ghét tôi mà tôi không biết tại sao người ta ghét. Tôi cứ kệ đi, tôi việc tôi làm thôi. Thì bây giờ mình thấy á, có những cái người, có những chúng sanh á, nó cũng có cái nghiệp á, nó tự nhiên mình không chọc gì nó cũng ghét mình hả. Thì mình thay kệ nó đi, mình thắc mắc mình chi lắm, mình lo chuyện của mình thôi. Thì mình chỉ coi mình biết người nào ghét mình á, thì mình không có tránh được á, thì mình im lặng kệ họ nói đã rồi hết thôi. Thì Đức Phật cũng nói vậy, Đức Phật cũng bị người ta ghét nữa. Cái bà Hoàng Huy Hoàng Hậu đó, bà muốn cưới Đức Phật đó làm chồng, mà Đức Phật nói bà không bằng cái ngón chân của Đức Phật, bà tức lắm, bà đi lấy làm vợ ông vua. Sau này bà mướn mấy chục tên bà trợn tối ngày đi theo, gặp Đức Phật đâu là chửi tùm lum tùm la hết. Thì ngài ăn năn là Kapiya là thị giả cho ngài đó, thì mới nói thôi đi chỗ khác đi. Đức Phật nói không cần phải đi đâu á, nếu ba lần rồi Đức Phật không đi đâu nữa, mình đi chỗ đây nó cũng theo thôi. Nhưng mà nó nói nó không có chửi hơn 7 ngày đâu. Thì sao đúng như vậy, sau 7 ngày nó không có chửi nữa. Thì đó là một vị chánh đẳng chánh đát, chánh đẳng chánh giác. Thì ngài cũng có cái nghiệp của ngài á, tức là cái power của ngài rất là lớn. Chứ còn những chúng sanh chúng ta, có những người đó đi đâu cũng bị gặp hình như là suốt đời vậy đó. Thành ra cũng phải, nếu mà không học được pháp của Đức Phật dạy, nhẫn nhịn chịu đựng thì rất nổi điên, mà khi nổi điên thì làm nhiều chuyện bậy bạ, có thể bị vô tù ở trong ngay cái cảnh hiện tại này mà mang cái tội giết người, thì trong cái kiếp trong tương lai sẽ còn khổ nữa chẳng hạn như vậy. Thì mình học được cái pháp Đức Phật đó, thì tàm quý là như vậy đó. Tàm là mình nó biết sợ hãi những cái tội lỗi mình đã làm, còn quý là mình không, tàm tức là mình sợ, mình hổ thẹn, mình biết mắc cỡ xấu hổ những việc của mình làm, còn quý là mình sợ hãi những công việc mà ác đức mình làm. Nó là nói đơn giản như vậy, nhưng mà học thâm sâu vô trong diệu pháp ấy, thì mình phải coi cái tâm của mình đó, thì nên phải là thu thúc cái tâm tham với tâm sân với những tâm tà kiến của mình đó. Tức là trong có ba chữ thôi, mình đi học pháp mình nhớ ba chữ thôi: thu, chế, diệt. Thu là thu thúc cái lục căn của mình đó, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý với sáu cây cảnh trần, sắc thinh khí vị xúc pháp, rồi đó mình thu. Còn chế là chế ngự tâm tham, tâm ác, tâm sân giữa mình đó, cái tâm tà kiến của mình, chế ngự đi, đừng cho nó bùng lên. Diệt là cái này cao hơn, là mình phải cắt đứt các chỉ đó, nó gồm có 10. Nó năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử là tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi tham, tâm tham, tâm sân. Năm hạ phần đó là năm hạ phần kiết sử. Còn năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh hay là si đó. Thì cái này những gì A La Hán là phải diệt những cái này rất là cũng khó lắm. Nội mà phóng dật là lúc nào cũng phóng dật hết. Ngã mạn thì thôi, tới A-la-hán mới hết cái sự ngã mạn này. Cái người mà còn cái vị mà tam đạo tam quả đó, tức là A-na-hàm đó, vẫn còn cái sự ngã mạn đó quý vị. Thành ra Phật pháp đó mình cứ học hoài đi, học đừng có nghĩ rằng mình đắc cái gì hết, mất công đó. Mình tự mình học coi là mình bớt loại bỏ đi những cái xấu của mình, chứ đừng có mong muốn đạt cái này đạt cái kia, đạt làm chi cũng biết nữa.
mình bỏ bớt cái nào đó là mình tốt rồi. Giống như là tôi đi bên Miến Điện á, trời ơi tôi thấy vòng cẩm thạch nhiều mà rẻ đẹp quá, thôi tôi ngồi tôi lựa, mà tôi không biết nghĩ sao tôi lựa, mà tôi chỉ đeo có một chiếc thôi, hai chiếc thôi, mà tôi lựa mười mấy chiếc vậy đó, rồi tôi nghĩ sao. Nhưng mà tự nhiên cái thâm tâm của tôi nói cái này chắc về mấy người quen của mình, bà con mình chắc thích lắm. Đúng như vậy, tôi về tôi kể chuyện đi chùa ở bển đó thì không ai hấp dẫn gì cho lắm, mà khi tôi nói tôi có vòng cẩm thạch nó đẹp á, tôi cho thôi đi xin, người nào cũng xin chiếc hết, cho người nào cũng hoan hỷ hết, cũng hên, tôi mua đủ size hết, cho ai cũng vui vẻ hoan hỷ, thiệt lạ kỳ vậy đó. Thôi nói một chút vậy cũng nhiều rồi ha, tôi phải đi lại ăn cơm tiếp đẹp nữa, để nhường máy cho quý vị khác để hỏi. Thì xin con xin kính chúc các vị sư, các cô tư nữ và quý Phật tử được một ngày an vui, và cũng xin trả máy là. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Và bây giờ nếu mà không còn ai có thắc mắc cũng như không có gì để thảo luận thì mời cô Nguyên Trang nói, và sư xin chúc để thúc sinh hoạt. Và báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo học pháp thảo luận Phật pháp, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy. Dạ mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ơn sư Pháp Thanh đã bỏ thời gian quý báu của mình để vô giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ sau đây con xin mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. À.
Saka Sakta Chapumata Dewanaka Mahitika Punyang No Dantu Chirang Rakan Aka Sakta Chapumata Dewanaka Mahitika Punyang No Anumo Dantu Chirang Rakan Tuno Guru Akasakta Chapumata Dewanaga Mahitika Punyang No Anumo Dantu Chirang Rakan Tunya Tayo Akasakta Chapumata Dewanaga Mahitika Punyang No Anumo Dantu Chirang Rakan Tubanino Akasakta Chapumata Dewanaga Mahitika Punyang No Anumo Dantu Chirang Rakan Tuno Sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức, Sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia sinh hoạt Phật Pháp ngày hôm nay. Dạ, con xin chúc tất cả mọi người có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ, con xin xuống mít và dạ, kính tạm biệt quý sư và quý cô chú ạ. Dạ, con xin xuống mít.